Nam thanh niên bê trộm cả thùng tiền trong cửa hàng tạp hóa rồi chạy trốn, cái kết sau đó mới gây bất ngờ. Nam thanh niên được cho là bê trộm thùng tiền trong cửa hàng tạp hóa. Người này chạy ra ngoài cửa, định lên xe máy tẩu thoát thì bất ngờ bị người chủ giữ lại rồi cả nhóm người xông vào đánh tới tấp. Một đoạn clip ngắn ghi lại tình huống dở khóc, dở cười xảy ra trong một cửa hàng tạp hóa mới đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng. Theo nội dung đoạn clip ngắn đăng tải cho thấy, một nam thanh niên được cho là đã vào cửa hàng bán tạp hóa để trộm thùng tiền trong cửa hàng. Lúc người này định chạy ra ngoài cửa, lên xe máy tẩu thoát thì bất ngờ bị chủ cửa hàng phát hiện và giữ lại. Đáng nói, chỉ vài giây sau đó, nhiều người hàng xóm cũng chạy đến đánh, đá tới tấp tên trộm đồ. Nhóm người hàng xóm đã xông đến đánh hội đồng nam thanh niên nghi trộm đồ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng hành động trộm đồ của nam thanh niên chỉ là sai, song nhóm người này cũng không nên mạnh tay đánh hội đồng như vậy, có việc gì nên để công an điều tra, giải quyết. Được biết, sự việc xảy ra tại Hưng Yên vào trưa ngày 19 tháng 6. Theo Nhịp Sống Việt,